Hi, xin chào tất cả các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách mà để chúng ta vào GTA Online á một cách là nhanh nhất có thể. Nhanh nhất có thể là, chứ mình không có nói là làm theo cái cách này là nó sẽ vô cái vèo một phát là vào game luôn. Nó chỉ nhanh hơn và tối ưu hơn những cái cách thông thường mà chúng ta hay chơi thôi. Rồi, nguyên lý hoạt động của nó là trước tiên mình phải nói cho các bạn hiểu đó là khi chúng ta mua cái game GTA Online này á, đầu tiên thì nó phải lót được nguyên cái map đã đó, rồi xong sau đó nó phải vào server, mà thường thường nó sẽ mặc định nó sẽ vào server public. Thì vào server public nó rất là lâu, và thứ hai là vào server public thì nó lại có nhiều người nó phá tùm lum la á, cho nên là nguyên lý hoạt động của chúng ta là chúng ta vào được cái GTA offline trước đã, xong sau đó chúng ta vào cái mục online, chúng ta vào cái invitation only. À, cơ bản là gì nha. Giờ đầu tiên nè, ở đây nè, trước khi vào á, chúng ta muốn cho nó vào nhanh hơn tí xíu nữa, bấm cái là vào luôn á, thì chúng ta bấm vào cái chỗ manage cái bình bánh răng cưa trên Steam nè, của cái game GTA 5 nè, chúng ta chọn là Roberti đó. mình quên rồi, không nhớ cái từ để đọc như nè. Rồi mặc định nó sẽ là ask why starting game, nó nghĩa là mỗi lần chúng ta bấm này nó sẽ hiện một cái bảng nhỏ nhỏ, nó hỏi chúng ta là về online hay là về offline gì đó. Thì các bạn đừng có xài cách đó nữa, cách đó là nó lỗi thời rồi. Nếu mà chúng ta chọn, nó hiện cái bảng nhỏ đó ra mà chúng ta chọn là bấm là chọn online á, thì nó game nó tự động nó chạy vô online luôn. Thì nó sẽ phải lót cái map, và sau đó nó phải lót vào cái season public, nó rất là lâu. Chúng ta chọn ở đây nè, bấm thẳng luôn là play Grand Theft Auto V, thì nó sẽ tự động mở game lên, nó không hiện cái bảng nhỏ nhỏ đó lên nữa, mà nó chạy thẳng vào cái game offline luôn. Thì khi vào game offline luôn á, chưa xong đâu, các bạn để ý nó sẽ hiện một cái thanh nhỏ ở dưới đây nè, nó sẽ hỏi các bạn là vào offline hay là vào online nữa. Đó, nó sẽ hiện một cái thanh ở trong game nữa, thì là cách nào để mà tắt cái thanh đó đi, để mà hiện mỗi mình, để mà vô cái là nó ngay đây là nó sẽ hiện cái chữ là login online luôn. Đây, thì các bạn vào cái mục này, nó nằm ở cái chỗ đó là Setting, Saving and Startup, có chữ Landing Page nè. Đó là nó sẽ hỏi các bạn một cái đường dài dài ngay đây, các bạn chọn nút Off cho mình nha, Off ở đây. Rồi dưới đây các bạn chọn là Startup Follow, là mở game lên, là cái game này tự động nó chạy thẳng vào Login into Story Mode, hoặc là GTA Online thì các bạn chọn Story Mode trước nha, mặc định cho nó vào được cái game trước đã, chứ đừng có để cho nó ở GTA Online. GTA Online là nó sẽ ở cái cảnh mà nó chúng ta cứ ở trên trời miết á, nó lót lâu lắm. Mặc định cứ cho nó vào được cái game trước đã. Này, Landing Page Off, Status Follow là chọn Loading into Story Mode, là khi chúng ta bấm play này là một phát là nó vào thẳng game luôn. Và sau đó, sau khi các bạn vào game rồi thì chúng ta chọn Online, chúng ta chọn Play Online, chúng ta chọn là Invite Season Only là xong. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi thử là cái cách tối ưu vào game của mình nó sẽ như thế nào nha. Từ một tí để cho nó save cái file trên vào cloud đó, thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và mình lưu ý cực kỳ luôn, đó chính là bạn phải, cái cách này muốn tối ưu nhất nữa, các bạn phải cài game trên SSD. Cái này thì nói nó cũng hơi thừa rồi, nhưng mà có một số bạn thì cũng chưa rành lắm, cũng không biết như thế nào. Là SSD nó là một cái ổ cứng thể rắn, mà mình nghĩ rằng là đây, bấm vào đây là nó vô luôn, thấy không? Thì mình nghĩ rằng bạn nào mà đã từng chơi GTA, biết tới mấy game online này rồi, biết tới mấy cái game này rồi, thì các bạn cũng biết là tới với mấy cái thuật ngữ đó là SSD là gì và HDD là gì rồi, đúng không? Cũng không đến nỗi nào mà không biết ha. Các bạn có thể tìm hiểu và các bạn có thể mua. Đó là chúng ta nên cài game vào cứng SSD, chứ bây giờ thì không ai mà không ai nữa, mình cũng nghĩ là có khá nhiều bạn cũng chưa có kinh phí nên là vẫn cài game trên HDD mà thôi. Thì chứ vì cài HDD nên nó sẽ login hơi lâu, nó còn nếu mình cài hẳn trên SSD thì nó log nhanh hơn nữa. Cái cách này mình chỉ bày ra là nó sẽ tối ưu cho các bạn thôi nha, chứ không phải là vàng phát mà nó vô cái vẹo liền được đâu, nên là nó nhanh hơn những cách thông thường mà thôi. Đó, khi chúng ta chọn cái landing page off á, là các bạn tí nữa các bạn sẽ thấy nè, mình vô một cái là cái chỗ này nó tự động nó chạy vô cái offline luôn đó, các bạn thấy không, nó sẽ chạy ngay đây luôn, nó không còn hỏi nữa, nó không đợi chúng ta phải bấm nữa,
Cho nên các bạn để cái landing page mà on á, thì ngay đây nó sẽ chọn các bạn bấm là một là bấm online hay là bấm offline, khỏi cần bấm, cho nó vào thẳng offline luôn. Đó, nguyên lý hoạt động của nó là như vậy. Cứ mặc định cho nó vào cái offline trước đã, rồi tính sau. Và ở đây không, SSD mình lock cũng, mình nói chuyện hồi SSD chắc khoảng tầm mười mấy hai chục giây là xong. Cái HDD vào lock chắc cũng phải gần một phút. Rồi vào đây rồi đúng không? Bấm play online nè, chọn invitation only. Đừng có, nói thiệt chứ giờ, bây giờ chơi GTA Online trên PC đừng chơi public nữa thiệt. Chơi public nó phá rồi, nó ban xét lắm, mà lock lại rất là lâu nữa. Cứ đè đầu invite only season mà chơi thôi. Thật ra cái cách này người ta biết từ lâu, có một số người ta biết lâu rồi, nhưng mà tại do mình cái thời gian mà lúc đó hồi đó là người ta biết, lúc đó mình không chơi nữa. Bây giờ mình quay lại mình làm clip thôi, chứ mà thực chất là mình cũng chẳng chơi vì chơi gì nhiều. Thấy không? Các bạn thấy mới đó mà nó đã hiện là joining GTA Online không? Quá lẹ luôn. Đó, rồi xong. Đúng rồi. Cái quan trọng nhất ở đây là cái việc lock được vô cái game trước đã. Còn cái lock vào online này là nhờ vào đường truyền mạng mà thôi. Ở kia là lock offline trước, nó phải dựa vào cái phần cứng của máy tính của các bạn trước đã, cứ vào được cái game đã. Còn cái phần này thì tính sau. Đó là tất cả những gì mà mình đã muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách tối ưu nhất để vào game GTA Online. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Bye bye.